Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin Việt Nam và Thế giới. Chương trình ngày 17 tháng 8 năm 2014 sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang. Nuôi cá tầm lấy trứng trong hồ tự nhiên ở Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, đảm bảo chất lượng quốc tế. Dự án Music Bridge Under 25 là nhịp cầu âm nhạc kết nối người Việt Nam châu. Thưa quý vị, tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và có buổi làm việc tại tỉnh Hậu Giang. Trong buổi làm việc tại tỉnh Hậu Giang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá về kết quả phát triển kinh tế địa phương như phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, diện mạo nông thôn, đô thị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, sắp tới, Hậu Giang vẫn cần tập trung cho phát triển sản xuất nông nghiệp và công nghiệp hóa, trong đó chú trọng nông nghiệp quy mô lớn, chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ cao để có sức cạnh tranh, tăng giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt là sản xuất nông nghiệp phải gắn với công nghiệp chế biến, đó là phát triển các cánh đồng mẫu lớn, tạo nên vùng nguyên liệu tập trung. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị Hậu Giang tìm cách tháo gỡ, thu hút các nguồn lực cho phát triển, nguồn lực bao gồm nhân lực, vật lực, cơ sở hạ tầng, tài chính và vốn, cần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng cơ chế chính sách để thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, Hậu Giang phải liên kết chặt chẽ với các tỉnh xung quanh thuộc vùng kinh tế Tây Sông Hậu và đồng bằng sông Cửu Long, trong đó đặc biệt là gắn với Cần Thơ, từ đó bổ sung hỗ trợ cho nhau cùng phát triển. Theo đài tiếng nói nước Nga, Liên hiệp tập đoàn Elmar Antey đang tiến hành đàm phán về việc khai trương tại Việt Nam trung tâm dịch vụ sửa chữa và bảo trì hệ thống phòng không mà Nga cung cấp cho Việt Nam. Đây là thông báo ngày 15 tháng 8 của ông Vyacheslav Chenko, phó lãnh đạo tập đoàn Elmar Antey tại triển lãm Oberen Expo năm 2014. Xin chuyển sang một thông tin khác. Bộ Phát triển Quốc tế và Tiếng Pháp cho biết, Canada sẽ công bố khoản tài trợ mới giúp cho phái nữ ở các nước Đông Nam Á tiếp cận với hệ thống tư pháp một cách công bằng hơn. Trong tuyên bố, bà Lloyd Brown, thư ký quốc hội của Bộ trưởng Christian Paradis cho biết, dự án hỗ trợ của Canada sẽ phục vụ mục đích cải thiện bình đẳng giới trước pháp luật ở 8 quốc gia Đông Nam Á, gồm Indonesia, Lào, Philippines, Timor-Leste, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Phụ nữ ở các quốc gia này sẽ được hỗ trợ cơ hội, điều kiện tiếp cận với cơ chế tư pháp và hành pháp, đảm bảo công bằng và bình đẳng, không phân biệt đối xử. Bà Lois Brown nhấn mạnh, phát triển bình đẳng giới một cách bền vững là nhu cầu của mọi quốc gia, vị thế của người phụ nữ cần được cải thiện, quyền lợi của họ phải được tôn trọng và những đóng góp của họ phải được công nhận. Theo bà, Công ước Liên Hợp Quốc đã ghi rõ tiếp cận công lý không chỉ là quyền cơ bản mà còn là điều kiện tiên quyết cho việc bảo vệ và phát huy tất cả các quyền dân sự, văn hóa, kinh tế, chính trị và xã hội. Công ước thừa nhận quyền tham gia bình đẳng của phụ nữ trong sự phát triển bền vững của xã hội. Là một trong 10 món ăn đắt giá nhất thế giới, trứng cá tầm caviar được ví như một vàng đen trên bàn tiệc. Trong những năm gần đây, nuôi cá tầm lấy trứng trong hồ tự nhiên ở Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, đưa Việt Nam lọt vào top những quốc gia có sản lượng trứng cá tầm lớn nhất thế giới, với chất lượng xứng đáng để được chế biến tại những bữa tiệc sang trọng năm sau. Những món ăn hảo hạng bậc nhất thế giới đang được chế biến tại nhà hàng Friend Grill thuộc khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội. Đầu bếp nổi tiếng người Pháp Christian Lesque đã có cơ hội thể hiện tài năng và bàn tay nghệ thuật với nguyên liệu chính caviar de Đức, trứng cá tầm Việt Nam. Tôi đến thăm Việt Nam lần này với một lý do rất đặc biệt, vì tôi biết rằng ở Việt Nam có nuôi cá tầm và tôi đến đây để sáng tạo những món ăn với nguyên liệu chính là trứng cá tầm Việt Nam. Nên ẩm thực Pháp sử dụng rất nhiều trứng cá, vì thế được trải nghiệm loại nguyên liệu này tại Việt Nam là một điều rất thú vị. Từ xa xưa, trứng cá tầm muối đã luôn được ưa chuộng, là một trong những thực phẩm quý, được ví như viên ngọc đen trên bàn tiệc. Trứng cá tầm nổi tiếng nhất là trứng cá tầm Nga, giá bán dao động từ 1.500 đến 6.000 đô la Mỹ 1 kg. Tại Việt Nam, 1 kg trứng cá tầm có giá khoảng 25 triệu đồng. Những hồ nước lớn là nơi sinh trưởng lý tưởng nhất cho loại cá này. Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia nuôi cá tầm trực tiếp trong hồ tự nhiên. Chính vì vậy, sản phẩm từ cá tầm Việt Nam được đánh giá cao, tương xứng với những bàn tiệc chất lượng 5 sao của châu Âu. Tôi đã ăn thử ở trong khách sạn Marriott và cùng với ông đầu bếp là thử món trứng cá tươi của Đức Caviar. Thì tôi thấy rằng là một món ăn rất là ngon và sang trọng. Và tôi hy vọng rằng là món ăn này không phải mình tôi và mọi người được thử, mà người dân Việt Nam sẽ được thưởng thức nhiều hơn nữa. Và đặc biệt là sẽ trở thành một cái món
thực phẩm được ưa chuộng của châu Âu và quốc tế. Nhận lời mời của tập đoàn Cá Tầm Việt Nam và khách sạn JW Marriott, đầu bếp 3 sao Michelin Christian đã đến Việt Nam để trải nghiệm nguồn nguyên liệu đặc biệt chỉ có rất ít trên thế giới, đó chính là trứng cá tầm Việt Nam. Ẩm thực Việt Nam được đánh giá là một trong những nền ẩm thực hàng đầu châu Á. Tôi cho rằng trứng cá tầm Việt Nam cũng có chất lượng rất tuyệt vời, tương đương với trứng cá tầm được nuôi ở châu Âu. Với loại nguyên liệu này, hoàn toàn xứng đáng để được chế biến cho những bữa tiệc hàng đầu châu Âu. Năm 2009, lứa trứng cá tầm đầu tiên được thu hoạch tại Việt Nam. Riêng năm 2013, sản lượng đã đạt 3 tấn trứng cá. Việt Nam đang hội đủ những tiềm năng để phát triển các sản phẩm từ trứng cá tầm đẳng cấp quốc tế. Đó là nhận định của đầu bếp tài năng Christian Lesque và đó cũng là niềm tin của những người nuôi cá tầm Việt Nam đưa sản phẩm trứng cá tầm Việt Nam đến với những bàn tiệc cao cấp khắp Nam Châu. Vừa qua, West Management, tập đoàn lớn nhất Mỹ về xử lý rác, công ty California West Solution do ông David Dương, một Việt kiều Mỹ làm tổng giám đốc, đã giành được hợp đồng xử lý rác trị giá 2,7 tỷ đô la Mỹ trong 20 năm tại thành phố Oakland, bang California, Hoa Kỳ. Với 8 trên 8 số phiếu chấp thuận, Hội đồng thành phố Oakland đã quyết định giao hợp đồng thu gom rác, tái chế và cây xanh trị giá 2,7 tỷ đô la Mỹ trong 20 năm cho công ty California West Solution. Công ty hiện đứng thứ 31 trên 100 công ty lớn ở Mỹ. Tại Việt Nam, ông David Dương đầu tư xây dựng dự án khu xử lý rác Đà Phước, thành phố Hồ Chí Minh với số vốn hơn 120 triệu đô la Mỹ và khu công nghệ môi trường xanh ở Long An với số vốn 700 triệu đô la Mỹ. Việc thắng thầu của công ty California Waste Solution và ông David Dương được xem là chiến thắng không chỉ về mặt kinh tế mà còn về mặt tinh thần đối với nhiều thương gia Việt hiện đang sinh sống và làm ăn ở San Jose, Hoa Kỳ. Music Bridge Under 25, nhịp cầu âm nhạc là dự án nhằm khuyến khích và giúp đỡ cho các sinh viên sáng tác các tác phẩm và âm nhạc dân tộc do nghệ sĩ Vanessa Văn Ánh sáng lập. Dự án đã gặt hái được nhiều thành công và góp phần lan tỏa tình yêu âm nhạc truyền thống Việt Nam ở trong nước cũng như cộng đồng người Việt khắp Nam Châu. Từ những nhạc cụ cổ truyền như đàn tranh, đàn bầu, trống châu, cùng những giai điệu quê hương đầm thắm được trình diễn bởi nghệ sĩ Vanessa Văn Ánh, một Việt kiều Mỹ, triển khai Music Bridge Under 25 lần thứ hai tại Việt Nam. Người nghệ sĩ này mong muốn phát huy các sáng tác dựa trên chất liệu âm nhạc dân tộc và dân gian. Có những cái cơ hội chia sẻ học tập từ những chuyên gia từ nước ngoài trong ngành âm nhạc về trong tất cả các dòng nhạc khác nhau trên thế giới. Và sau đó hy vọng rằng khi các bạn có được vững cái gốc và có được những cái mới thì các bạn có thể cùng chung giúp với mình để bắt đầu tạo dựng nên một cái hệ thống bài bản để giúp cho nhạc dân tộc Việt Nam tiếp tục như là sinh sôi phát triển và sau đó là tiến vào trong tương lai. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhạc sĩ, học đàn tranh tức đàn 16 giây từ 4 tuổi, Vanessa Văn Ánh đã tốt nghiệp xuất sắc từ Học viện Âm nhạc Việt Nam. Năm 1995, cô đoạt danh hiệu vô địch trong cuộc thi đàn tranh quốc gia Việt Nam, cùng các giải thưởng cho màn trình diễn solo hay nhất của âm nhạc dân gian hiện đại. Hiện nay, cô dạy sáng tác và biểu diễn đàn tranh cùng nhạc cụ truyền thống Việt Nam tại Fremont, California, với mong muốn lưu giữ tinh hoa âm nhạc dân gian. Vanessa Văn Ánh đang cùng các nghệ sĩ trong nước xây dựng cầu nối âm nhạc đặc biệt. Với cái hoạt động ý nghĩa này của các nghệ sĩ Việt Nam cũng sẽ là cầu nối giúp cho các nghệ sĩ nước ngoài và các nghệ sĩ người Việt Nam sống tại nước ngoài, họ sẽ có nhiều cái dịp để thể hiện được cái tấm lòng của họ với quê hương đất nước của mình. Khẳng định tên tuổi trong dòng âm nhạc dân tộc, Vanessa Văn Ánh đã được mời làm thành viên ban giám khảo giải thưởng danh giá Grammy Mỹ ở thể loại âm nhạc World Music. 230 triệu đồng được ủng hộ vào quỹ từ thiện của dự án xây dựng cầu nối âm nhạc. Vanessa Văn Ánh và các nghệ sĩ Việt Nam đang chung tay hỗ trợ những tài năng trẻ đam mê âm nhạc dân tộc. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Việt Nam và Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.